nghĩa nhân muốn về cõi Phật phải lập thân khỏi trần. Đó. Thành thử ra Đức Thầy cũng khuyên mình đó. Thầy nói là no chiều rồi lại đối mai, phải không? Con thấy là cái đời cũng như ta giải thể, thì no chiều rồi lại đối mai đó. Dương trần sắp dướng bệnh trời, từ đây là con dịch bệnh này là bệnh trời, mình không có thể tránh nó được. Bây giờ nó ở trên không khí mấy con biết đâu tránh, nhưng mà mình niệm và từ bi thì giật kia cũng sợ người ta sợ mình tránh mình, chứ mình không có thể tránh người ta. Nói như vậy thôi, chứ không có gì đó, là mà lạ. Giờ mình thấy ổng vậy đó chứ không phải vậy đâu ngang con. Thấy không tiêu mà tiêu mới lạ đó ngang. Ừ rồi. Rồi ổng còn nói nữa, năm mèo tháng mèo chưa buồn nữa, năm mèo tháng hợi lũy tuôn dầm về. Nó vậy mà chưa mấy ủ ơi, trung ương gồng lộn ơi, thấy thấy đó. Ừ ô. Lo cũng lại lo niệm Phật đi, đừng có lo cái gì nữa hết trơn. Bây giờ kìa không còn kịp nghe con. Từ đây tới năm hả? Từ đây tới tháng hợi. Còn hay không á thì tôi không dám nói nữa. Tại vì tôi chỉ dựa theo lời thầy tôi là thoát ly chuyên cảnh truyền bá kỹ, là bá kỹ là 100 năm. Thầy nói thầy xin lời chỉ có 100 năm. Nhưng mà bây giờ mở đạo là 84 năm rồi. Thì quý vị nhắm coi còn nhiều hết là tùy quý vị. Tôi không dám nói. Ông Phật giết để cho bà Phàm nói sao? Bà Phàm này nói là bà bỏ mạng bà. Mà nếu tôi nói đúng là tôi có lỗi, mà tôi nói sai là có tội á, thử tôi không dám. Thành thử coi còn quý vị thấy cái đời này nóng nực á, quý vị nóng khác ngày xưa quý vị. Chính tôi nè, già rồi tôi cũng chịu không nổi nữa. Mà Đức Thầy nói là trời mưa nắng sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Phiên dương gian bỏ bớt việc tồi, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Quý vị thấy cái đời rồi, quý vị thấy cái phận sự quý vị phải làm gì trong kiếp sống. Quý vị còn tu thôi chứ không còn gì nữa chứ. Đó. Gán tu dẹp phá đạo lưu bù. Đạo lưu bù là đạo gì quý vị cũng đã biết rồi. Thấy chúng đời này lạc chữ tu. Đó. Thành thử ra bây giờ mưa cũng sái mùa, mà nắng cũng sái mùa. Nhưng mà có một câu cái ông Thánh này ông nói là mưa dầu nắng lửa 10 năm chẳng. Lúc nãy tôi hiền chỗ chú nhân cái câu này thì tôi không biết chừng nào tới thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ lặp lại là đời của ông Thánh thôi. Con thấy từ hôm Tết tới giờ cái tấm nực này con chịu không nổi rồi. Nếu mà diễn biến thêm nữa thì con chịu lắm độ đó. Chịu còn không nổi luôn đó. Mình chỉ có 38, 39 độ thôi mình muốn la làng rồi. Thì bây giờ nè, khổ ách này đặng thức tỉnh trần, gần thiên định tuồn đời sắp hạ. Đó, Đức Thầy cho biết đó, khổ ách này đặng thức tỉnh trần. Tức là quý vị thấy dịch bệnh nè. Ừ, từ năm 2020 đó thì phát lên bệnh dịch đó. Cô bác ta cũng tu nhiều dữ lắm rồi, không phải là không đâu. Người ta có thể phát tâm gầm gỗ là tới 70%. Nhưng mà đọt về cái mức độ nào thì tôi không dám nói, tôi không dám biết. Tại vì mình tu mình hưởng mà. Nó thành thử ra nên tu thôi quý vị ơi. Rồi Đức Thầy cho biết là còn một đoạn chiếu manh dành xé nữa. Khắp hoàng cầu ó ghé một nơi, dồn xem châu ngọc chiều mai sau đời, không dám tách rời khỏi mê. Để đến việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần tường lạm bi ai. Cũng đồng cốt nhục hoài thai, nơi ta gắng sức miệt mài dạy khuyên. Đó. Thầy nói mình với thầy là cũng là đồng cốt nhục, cũng gốc ngài thượng đế xuống trần. Quầy đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Thấy thanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thuốc muôn dân. Bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật phải lập thân khỏi trần. Đó. Thành thử ra Đức Thầy cũng khuyên mình đó. Thầy nói là no chiều rồi lại đối mai, phải không? Con thấy là cái đời cũng như ta giải thể, thì no chiều rồi lại đối mai đó. Dương trần sắp dướng bệnh trời, từ đây là con dịch bệnh này là bệnh trời, mình không có thể tránh nó được. Bây giờ nó ở trên không khí mấy con biết đâu tránh, nhưng mình niệm và từ bi thì giật kia cũng sợ người ta sợ mình tránh mình, chứ mình không có thể tránh người ta. Nói như vậy thôi, chứ không có gì là lạ chứ. Cái lời của thầy nói là thiên biến vạn hóa, có thể áp dụng mấy chục ngàn năm, mấy trăm năm, mấy mươi chục năm vẫn áp dụng được như thường. Còn cái chức phàm phu mình chỉ lãnh hội như là cái nắm đất mà cái trong tay của Đức Phật thôi, chứ không có thể là một cái nắm đất mà ở ngoài cái thị trường này được. Vậy ngày xưa có một ông đồng đạo này quy y với Đức Huỳnh giáo chủ năm 17 tuổi, nhưng mà Đức Huỳnh giáo chủ hỏi gì chứ ông coi hết sấm giảng của tôi, mà tôi hỏi ông gì chứ lấy cái gì mà đo lòng người. Thì cái ổng chưa trả lời thì có cái đồng đạo khác nói
Thưa thầy, dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người? Thầy nói được, đo lòng người rất là dễ. Quý vị cứ cầm đồng bạc ra đi, quý vị đo được lòng người cạn hay sâu, hay không? Thí dụ bây giờ cái người mà đi lợi dụng kiếm ăn đó, cái người đi kiếm tiền đó, thì con bung tiền ra đi là con đo được cái lòng của họ liền. Tức là đo được cái lòng người cạn hay sâu. Còn ông biết cái bể khổ này chiều dài bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu không? Thì Đức Thầy cũng hỏi cái ông đồng đạo quy y 17 tuổi. Thì ông đồng đạo trả lời là thưa thầy con không biết. Thì Đức Thầy nói ông đo từ vai trái qua tới vai phải, và đo từ đỉnh đầu của ông xuống tới chân ông, thì ông biết cái bể trần này nó khổ bao nhiêu đó, là chiều sâu bao nhiêu, chiều cạn bao nhiêu đó. Đó, như vậy đó, chứ không phải là không đo được. Còn cái người đi lợi dụng kiếm ăn, thí dụ mình có đạo, mình bán rẻ đạo, mình đi theo người khác để mình lợi dụng, mình kiếm tiền, là đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thù thẹn với cây cùng cỏ. Mà thầy nói gì đời nay chúng nó dụng tiền, ít ai dụng chữ nhân chữ nghĩa. Không phải con không biết thằng này chánh hay là tà đâu, nhưng mà tại vì con ngậm tiền của người ta rồi, con phải nghe lời theo người ta đó. Thành thử ra Đức Thầy mới nói là tam thiên lục bá giáng lâm trần, khóc tử nguyên nhân hại thiện nhân, tà giáo hạ nguồn khai ác kiến, muôn dân bình trị kiến quân thần. Thí dụ cái tà giáo này phải tiêu diệt hết, rồi muôn dân bình trị mới kiến quân thần được. Quân thần sau này con phải sống đợi đợi cái đời ông vua của mình đắc ba quả thánh, tức là minh hoàng trở lại là đời thượng nguyên, thiên hoàng của ổng, địa hoàng cũng là ổng, nhân hoàng cũng là ổng. Ông vua mình này sau này ông vua thánh này ông đắc ba quả thánh này. Như thầy nói là trời sáng ra cứ đợi tới trưa năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới. Đó là cái ý nghĩa sao của năm? Cái ý nghĩa của cuộc đời mau tới đó. Con biết sao không? Tại vì ổng cho mình biết rồi. Ổng nói là trời sáng ra kế lại thấy chưa, là năm mèo tháng mèo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lị tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương gồng lộn ê hề thay thi. Chẳng trình chuyện sắm mấy lời ngày nay dân chúng vậy thời gán tri đó. Hiền lương bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thị quyền cơ. Chuyện xưa còn tỏ còn mờ, ngày nay dân chúng vậy thời gán tu đi tự. Đừng có hỏi nữa con ơi, lo tu hiền cúng lại niệm Phật, lo sửa cái tâm mình cho được trong sạch đi, rồi ông Phật ổng cứu cho. Chứ không kịp đó ngàn, không kịp đó. Tao nói rồi đó. Cũng như hồi xưa Phật thầy ở về cái làng Tòng Sơn đó là đúng là chị bệnh đó, là chị là bệnh, thầy nói là bệnh ông dịch cũng đừng người thỉnh là cũng hành chẳng khác cái kêu đó. Là bệnh ông dịch đó là lúc trước đó cô nào? Trời ơi, lúc trước lúc nào cũng có hết trơn á con ơi, lúc nào cũng có, giờ nào cũng có người ta bệnh đó hết trơn á, cho mày biết ngang. Chứ không phải hồi lúc trước không rồi bây giờ chưa à. Bệnh ung dịch thường hay ốm mửa, cõi ngũ hành, chẳng khá ghéo kêu nghe con. Bây giờ ông Phật ổng nói rồi đó à, ổng nói ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh rồi đó. Cho mày biết mà bây giờ hả mày... Mày thấy nó xuống đầy đàn, đầy đống luôn rồi. Trời ơi, nó dữ lắm, nó nhập vô người này, nhập vô người kia. Mà sau này đến thiên ma ba tầng nó nổ cái tiếng sấm thứ ba rồi. Con không làm gì được nó mà lại còn dữ dội nữa. Dữ dội cái là nó mọc ra nanh, mọc ra sừng. Rồi nó ăn thịt mày. Trời ơi, chứ. Mà trong khi đó là nó ăn thịt mấy người gần gần nhiều nhất có thấy luôn. Mà tao nói mày hả, nó xuống dữ lắm rồi bây giờ hả, con ra đường con coi hả, nói chuyện hồi là ở ngáp ngáp nhóc rồi chứ. Ở ngáp ngáp y không đó, cho con biết nè, y không đó. Như cái thời kỳ này đó, mình thấy nắng mưa thay đổi gì đó, thấy gì đó rồi, thời kỳ này mình theo cái đạo mình tu còn kịp không cô Năm? Thì giờ nào cũng kịp hết trơn á, nhưng mà con đừng để tiếng sấm nổ. Sấm nổ là trễ đó, tại vì ông Phật ổng nói để sau sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn đó, bây giờ còn kịp. Kịp cái con lo cúng lại, lo niệm Phật, rồi con lo giữ giới ngon lành đi. Hồi nãy tao đọc giới cho mày nghe rồi đó, bây giờ mày lo mày giữ giới ngon lành thì nữa. Ông Phật ổng nói trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Rồi nói quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Rồi cái điềm ở trong núi gì mà ai có ai đi xuống dưới
chứ núi mà biết được cái sự trong đó có cái đền vàng đi đó. Đó, ông bác Vật Lan đi đó. Bác Vật Lan đi vô ông nói đó, ông nói bác ngôn bích ngọc ẩn bên trong, vật y đai giáp kim khôi máu lan thấy tận tường, chứ phải không đó. Trời ơi, cái đền vàng nằm ở trong lòng núi ông cấm á, cho con biết. Ổng đi gì ổng kể lại cho mình nghe ha, cô Năm. Ừ, ổng ổng đâu có đi đâu. Pháp nó bắt ổng vô. Nó bỏ cái con chó vô cái lòng nó thả xuống. Lôi con chó lên, chó chết ngắt, không có không khí sao thở. Rồi nó bắt con gà, nó bỏ vô cái lòng cái nó neo xuống đó đó. Rồi cái lôi lên con gà cũng chết luôn, rồi cái nó ghét ổng đó. Ghét ổng rồi dỗi đó. Rồi nó mới lôi nó cho ổng ăn bữa cơm ngon lành rồi nó bỏ ổng vô lòng nó neo ổng xuống đó đó mà. Người ta đức rộng tài cao, người ta đâu có chết con ơi, người ta lên người ta nói đó. Tao 8 câu lần mà tao nhớ được có mấy câu đó. Ừ, 8 câu. Rồi bây giờ cái hang nó sâu không cô Năm? Có 13 tầng à con ơi. Cái hang nó sâu lắm nha. Ừ, 13 tầng. Nhưng mà 13 tầng con đi sâu 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 vô trong đền vàng. Yeah. Ừ. Lầu đài núi Cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bài, khuyến dạy dân tình minh đạo đức, tu hành thấy cảnh bồng lai đó. Thầy nói cái chỗ mà thầy nói là môn tịnh độ là phương cứu cánh gắn thành theo hồi xưa là mình tịnh độ là mình phải làm theo cô Năm. Thì con phải lo cúng lại, lo niệm Phật, lo giữ giới hoài 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 hoài. Cái đó là pháp môn tịnh độ đó. Lo niệm Phật, lo giữ giới cho ngon lành đi. Con đi đâu con gặp người ta mà đói khổ đau ốm bệnh hoạn, con cứ tiếp đi, con đừng có hà tiện. Con hà tiện sau này không ai cứu con. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên đó. Mà con á, là làm mấy cái việc đó là nữa ông Phật ổng cứu à. Tại vì ổng biên mày quá trời nhiều à. Tới chừng mày chết rồi ổng lật sổ mày ra, ổng nói thằng mít này nó ở thế gian nó lo nó tu dữ lắm luôn, bây giờ phải cứu nó để em thôi. Nó chết trôi chết nổi tội nghiệp nó. Thầy hỏi cô giảng lên cho anh ha. Ừ. Thầy ông nói là thầy kéo cái cây gỗ đó, kéo cây. Thầy. Ừ, kéo cây gỗ mà ai kéo cũng không lên hết trơn, ta nói đường lộ đường sông mà người ta nằm cả khúc rồi. Rồi Đức Thầy mà Đức Phật Thầy Tây An mới về kịp Đức Phật Thầy Tây An mới nói mấy ông kéo không lên thôi để tôi kéo cho. Thì lúc đó thầy đi xuồng bận về đó. Rồi thầy mới đứng trên bờ, thầy đưa tay lên thầy nói nè kéo vô. Rồi bắt đầu xe ghe tự nhiên cái ngọn cây tự nhiên nó xíp lại. Cái người ta qua lại tàu, ôi người ta mừng hết lớn luôn. Rồi cái thầy mới xuống xuồng, thầy bơi nữa mà cái xuồng của thầy đi là chỉ có cái xuồng bần thôi chứ không có được cái gì hết trơn. Xuồng bần dưới thầy ngồi đó rồi thầy bơi xuống tới cái mà cái chỗ thầy ở kêu chỗ gì tao quên mẹ nó rồi. Tòng Sơn ừ, đi tới đó rồi thầy mới kéo cái xuồng bần nó lên. Kéo xuồng bằng lên bờ. Tây An. Ừ, kéo xuồng bằng lên bờ. Cái ông Từ ông nói xuồng lỡ lối kéo lên làm gì. Rồi cái thầy mới nói tôi bảo vệ của tôi, ngự đâu của đó đi, đặng cho nó chắc ăn. Rồi cái mấy ông đó mới nói nè, trời ơi cái xuồng của ông cho ta không lấy nữa, có đâu mà có đâu mà đi kéo gửi đây. Rồi cái ông mới nói ngự đâu của đó, ông nói vậy đó. Rồi giặt hồi đâu ông thử ông Từ đó, cái ông Từ ông giận, ông lấy rồi ông rút ra ông quýnh thầy chạy. Cái ông mới nói coi gì cũng nhát vậy ha, tôi mới có rút cây thôi chạy tét à. rồi cái thầy mới nói nè, thầy nói ông nói vậy chứ người đâu của đó mà nói, chứ tôi cũng ở đây tôi cũng giữ của cho mấy ông, chứ tôi đâu có lạm dụng cái chỗ mà để cho thiêu rụi chết chùm chết nãy hết trơn gì đâu.
Rồi ông ra sao hè, ông đốt hoài, đốt hoài, đốt hoài. Ông đốt giết tới nỗi ông Từ la không được. Ông Từ thưa tới chánh quyền ta lợi người ta dẹp, ổng mà có dẹp được đâu. Ông xuống xuồng, ổng bơi nữa, ổng bơi. Tao nói mày, ổng khỏi bơi luôn á, ổng ngồi đó đó rồi tự nhiên cái người ta bơi dục, cho ổng đi. Cho ổng đi, nhưng mà ổng đi khỏi chỗ đó thì ta tiếc, người ta nói ông này không biết phải thần tiên không mà xuống xuồng ngồi không không, ta bơi thấy đi mẹ. Mà giật hồi đâu con biết không, ổng lên núi Tà Lơn đen, ổng niệm Phật tới nỗi chỗ tới Phật tổ luôn, chỗ Phật tổ. Rồi Phật tổ mới nói ai đâu mà niệm Phật dữ à, làm ơn đi xuống coi thử coi. Thì đi thì Phật bà xuống, Phật bà nói để con đi xuống cho. Thì đi xuống coi thì hỏi chứ ổng chịu về không, ổng nói không, tôi không có về, bởi vì chúng sanh ở dưới thế gian này còn đau ốm bệnh hoạn, còn chết chóc quá nhiều, nên thành thử ra tôi ở đây đặng tôi cứu độ, chứ tôi về trển rồi ai cứu. Rồi cái Phật bà mới hỏi chứ ông, nói ông ở đây mà ông có chịu nổi thử thách không. Rồi cái Phật thầy mới nói dạ chịu nổi chứ, chịu không nổi thì chết chứ có sao đâu. Rồi ông mới cho Đức Phật thầy Tây An một cái áo, rồi mới quạt cho Đức Phật thầy Tây An ra tới núi Sam quạt. Ừ, quạt có mới có ba cái hay một cái gì đó mà ra tới núi Sam. Rồi rồi mấy chú người ta đi săn đó, rồi người ta mới nói ở Phật ở chùa núi Sam đó có ông Phật sống, ông ra ông cứu bệnh độ đời đó. Cái con tôi gặp rõ ràng nè, cái con én nó chết ngắt rồi đó, mà ổng lâu về ổng nhổ thuốc hết bệnh, nó sống nó bay te te. Rồi rồi ông kia mới nói tôi cũng gặp nữa, tôi gặp ổng kéo cái con chó lên, con chó nó thúi in gì đi mà ổng kéo lên đó. Ông kéo lên đó cái ông sư ở trong chùa ổng mới nói, ổng nói Từ ơi, con chó nó thúi quắc mà Từ kéo lên đây chi. Nói trời, con chó nó chưa tới số, tại nó chết trâu vậy chứ nó chưa tới số, để tôi đi nhổ cho nó hết bệnh. Ổng đi kiếm thuốc, ông nhổ chó sống nhăn chạy cờ cờ luôn. Bởi vì người ta là Phật, người ta có quyền cải tử quần sanh con. Còn mình là người thế gian là làm sao mà cải nổi. Nhưng mà nhờ ổng vậy đó, thành thử ra mấy anh em đồng đạo người ta mới bu lại, người ta coi đó, rồi người ta mới truyền ra, rồi mới theo ổng giữ thần vậy. Cái tội nghiệp lắm mẹ ơi. Cái vụ đó cô không biết à. Cái vụ mà ổng truyền ra vậy là rồi hết nữa đúng không? Còn nữa chứ dễ hết cho mày, ổng ổng còn nổi lửa đốt nữa đó, nhưng mà công an người ta lại tới. Công an người ta lại người ta hỏi sao sao. Rồi ổng nói ổng ở đâu thì ổng bảo vậy đó. Nhưng mà ổng nói vậy chứ ổng xuống xuồng bơi rồi đó, ổng không có ở nữa. Còn bơi đâu nữa? Tao không biết ổng bơi về đâu không biết nữa, ổng không có để cái khúc đó. Nhưng mà ổng bơi đó, ổng bơi nhưng mà ổng không có bơi. Con biết hả, khi mà ổng mà niệm chỗ tới Phật tổ rồi ổng xuống, ổng Phật bà xuống là ổng còn nằm bắp đó. Ổng không có dám ngồi dậy tại ổng ở chuồng. Tại vì cởi quần áo ấm cho mẹ hết trơn rồi, rồi mẹ cũng chết luôn rồi, ổng đâu có cởi lại đâu. Ổng để gì đó rồi cọp lại, ổng khóc đó rồi cọp, nó móc lỗ, nó chôn mẹ giùm ông. Rồi chôn rồi hết trơn rồi thì ổng xuống xuồng, ổng bơi lên tới núi Tà Lơn là ổng bỏ xuồng đó, ổng đi bộ vô. Rồi ổng ở đó mấy chục năm đó, ổng ở, ổng tu chừng nào mà con biết, ổng mới bay lớn mà đức ông quánh cái trên không người ta bắt tội đó, người ta nói hay cho thầy ca dám quánh con trời mượn bụng sanh đẻ nói đời nhà Nam. Thử ra đâu có quánh được, ổng quánh mới có ba cây là tại vì con biết sao không, ổng đi góp lúa ruộng rồi mà Phật bà thấy gì đó, mẹ của ông mới thấy người ta than khổ quá mới cho bớt đi về. Ông lượng thiếu cái mà đức ông mới bắt tội, mới nói dám trai trên cái dưới mà cho lúa của tôi
rồi mới bắt bả cúi, quýnh bả, rồi Phật thầy Tây An mới nói thôi để con chịu tiếp mẹ ba gôi gì đó, mà nói câu nó câu văn nó ghê dằn dữ lắm đó. Nói rồi cái Phật ở trên thinh không người ta nói xuống, người ta nói hay cho thầy cai giống quýnh con trời mượn bụng sinh đẻ nói đời nhà Nam, nó thành thử bắt bắt ông cả học máu chết liền, chết liền. Rồi rồi ngự em mới lợi mới nói chị ngoại tình giết anh tôi, bị lợi cái làm bộ lấy thuốc sâu đó tha cái miệng, rồi nói như vậy là chị ngoại tình chị giết anh tôi mới có thuốc sâu hôi. Rồi Phật thầy Tây An mới nói không có, không có. Rồi Phật bà mới, ủa rồi bà mới khóc, bà mới nói vậy đó mà ông cả đâu có nghe đâu. Rồi mới quýnh Đức Phật thầy Tây An thì trên thinh không ta bắt tội học máu chết ngắt. Rồi em của ông cả đó mới lại nói gì đó mới đuổi ra mình không mà trong túi có 3 cắt bạc chứ không có được 4 cắt nữa. Rồi mới đi mua chiếc xuồng mới bỏ chậu cao dưới đi bán. Rồi Phật thầy Tây An mới đi tới đâu lo anh ta đẻ, lo anh ta chết, rồi lo anh ta đau. Rồi Phật bà, Phật mẹ mới nói tối ngày lo không lo bán buôn trơn, lo đi chôn cất người ta hoài, chậu héo sao bán được. Rồi cái Phật thầy Tây An mới nói mẹ đừng có lo, chậu héo cao mên ăn nhiều, nói vậy đó. Mà sự thật có mua đâu, toàn là ổng để xuồng ổng bơi hoài nhưng mà ổng không cần tiền. Rồi ta hỏi mày rồi sao mà ổng đi bán? Người ta là Phật rồi, người ta đâu có cần bán đâu. Ta để vậy đó đặng cho làm cái lễ cho có chứng, bởi vì ổng mới nói chậu héo cao mên ăn nhiều, nói miền năng á. Thử ra không có bán buôn gì được hết trơn. Rồi ổng lo đi chôn cất người này sức người kia, rồi ổng lo ổng, mà tao nói mày ha, ổng tài lắm mày, niệm Phật tới nỗi chỗ Phật tổ luôn mà còn gì chứ của cải. Rồi Phật tổ mới sai xuống thì lúc đó là ổng còn nằm ấp đó. Rồi mới nói giờ nhà ngư muốn về hay nhà ngư ở đây, nói tôi muốn ở đây. Rồi cái Phật bà mới hỏi chứ nhà ngư có chịu nổi thử thách không, cái ổng mới nói thử nhiều tôi cũng chịu, chân yêu cầu cho tôi ở lại chứ tôi không có về. Rồi cái Phật bà mới nói vậy thì nhà ngư ngốc ngồi dậy đi, tao quạt cho. Rồi cái mới nói nhà ngư muốn ở đâu, nói dạ con không biết con ở đâu bây giờ, gần gũ không có đi nổi rồi lần sau ở đâu bây giờ, nhưng mà cũng phải cho tôi chỗ ở đặng tôi ở tôi cứu dân độ thế. Rồi mới biểu ổng ngốc ngồi dậy quạt cho ổng cái được cái áo dính vô người đó, rồi mới quạt ổng thêm 2 cái nữa bay ra tới núi Sam. Bay tới núi Sam ổng thấy con én gũ đó nó chết rồi, nó muốn gã xác tiêu hình trơn rồi, nó không còn thịt nữa, mà ổng lâu gì ổng lấy thuốc nhổ hết nó bay đi. Rồi cái mấy người thợ săn mấy đồn nói ở núi Sam có ông Phật sống ra độ đời, anh em tới coi đi, hay dữ lắm luôn á, tôi thấy rõ ràng đó. Rồi mới vô mới thấy ổng lôi con chó, con chim bay rồi còn chó, ổng lôi con chó ra đó, lôi chó ra rồi ổng lấy thuốc nhổ con chó sống nhăn chạy cờ cờ luôn. Tôi không biết Đức thầy có đợi đoạn mũi ba của năm hay là dân thù Bồ Tát từ bi đều phải mất ngã cứu thì trăm giây. Bây giờ chào chỉ xong phải chào chỉ kinh gạch của năm. Trời ơi con ơi con, cái vụ đó là nói về đời tới chứ không phải nói lúc này, nói cái lúc mà cảnh hồng trần tợ biển mênh mông mới là sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Lúc đó đó bà dân thù Bồ Tát bà mới chèo thiền, người hung ác vô cùng trọng trượt, người lương kéo lên thiền cũng tuột chìm luôn, là tới đó mới có chứ bây giờ chưa. Bây giờ người ta mình còn lao sao quá, cảnh hồng trần này chưa thành biển mà làm sao mà
có người đó được. Nước cao không? Trời ơi, nước đâu ngập lúc Gò Cao, lửa đâu vậy cháy mà lao sao khắp cùng. Nước kia lửa nọ tưng bừng, con nghe thầy nói không? Thảm cho thế sự lấy lừng nặng tay, thời cũng tại không ai tu niệm. Cứ lẫn lơ ngạo biếm phe phang, đến nay là buổi tai nạn rồi. Tam thiên lục bá khắp tràng hại dân rồi. Tới đó mày sẽ thấy được hả? Bây giờ bây giờ chưa thấy. Tại vì có mình anh bà. Mình anh bà ngồi trên mũi thiền đó, đụng ai bà cũng kéo hết trơn, nhưng mà kéo những người hung ác người ta tuột. Hung ác cũng giúp cũng cứu luôn hả? Cũng cứu luôn, nhưng mà ta không có ở đó. Người ta tuột xuống. Tại vì thiền cậu không đái không giềng, rước đưa bổn đạo người hiền được đi. Là con làm sao cho con được hiền đây? Con phải hiền từ đầu tới cuối nha, ai chửi mắng người ta giả điếc đi. Rồi tới đó Phật cứu cho. Chứ bây giờ chưa cứu được đó, con biết không? Bây giờ còn bình tĩnh gì nè, rồi con thấy gì là con nói bình yên rồi. Nhưng mà sự thật không có yên đâu con. Tới tháng hợi là tháng 12 đó nghe con. 12 tháng còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thai đó. Cũng như mà chứ thầy nói đó, chinh chinh bóng chế về Tây. Chinh chinh bóng chế về Tây là cũng như là sao đi luôn. Đối nhìn chẳng thấy, chẳng thế sắc thay ê hề. Thương chẳng ta cũng gán thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Mà con ơi, con mà niệm Phật mà cúng lại, mà con nín thở mà con niệm cho được dính mắt đó hen. Là tất nhiên trong người con nó có đức. Bởi vì thầy nói đó, thương trần ta cũng gán thề đó, thề đặng cho nếu tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời, mà con phải tu cho được dính mắt kìa, rồi con mới được đức ân, rồi con mới được Phật cứu. Chứ còn mà con thở ra thở vô, con nhớ tam thiên tứ nay thì Phật không cứu con được. Sáng chiều cúng lại đâu được điều luôn á con ạ. Con phải cúng lại sáng chiều đó. Dù đi đâu mắc công chuyện gì cũng phải lo cúng ly. Rồi hả vô ngủ. Nhưng mà con cúng rồi con phải ngồi con niệm Phật rồi con hả vô ngủ. Chứ để con ngủ một cái là mình mất bài rồi đó con biết không? Mất bài rồi đó. Cái đoạn này ở trên đỉnh núi treo leo, mắt nhìn trần thế, hiểm nghèo đáng thương. Tới đó hả? Con đừng có khóc nghe con. Tới đó khóc mẹ khóc cha đó. Là gắn trì tâm tưởng niệm canh thâu. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Canh thâu là trì tâm thế nào? Trời ơi, trì tâm là con phải niệm hoài. Con phải niệm cho được dính mắt. Bộ cái chỗ dính mắt bộ con nói dễ hả? Ông Phật ông nói đó. Ông nói Phật độ khóc chứ không độ cười. Độ cay độ đắng độ người khổ kho. Phật độ nhịn đói nằm co. Chừng nào hết khóc tới no nên người, Phật độ hết khóc cho tới cười. Niệm Phật cho được thành người dễ chứ. Dễ đó hả? Cái thời kỳ này vậy đó, những cái đất sập rồi vậy đó là những cái điều gì cho mà đã đặt cho mặt đường. Con đi lên thấy có dưới cái sập hoài của nó. Tự sập hoài là con biết làm sao không? Nó sập đất thành linh. Để sao bảo tố thình lình chập nhà chập cửa rồi mình ở đâu đó. Trời ơi, ông chập mình không hay đâu con ơi. Cái người đời á, người ta chỉ biết sáng mặn chiều ta vô ngủ là rồi đó, người ta không có lo gì thời cuộc. Còn mình á thì mình nhớ thời cuộc mình ngủ không yên. Bị chỗ đó đó mà chập á, mình không hay biết gì chứ. Thì đâu hai con lên nó chập nhà nó 3-4 chỗ kìa. Dữ rồi đó hả chàng? Mất tiêu cái đường luôn. Tiêu đường luôn? Mà ta mới be lại. Ta mới múc lên. Đó là những cái đó là cái khô hạn hay sao luôn không? Không có đâu con, những cái hiện tượng đó là đất không có chân. Đất không có chân. Đất ở đây là con biết hả? Mình ở đây là đất Phật nghe con. Mình lo tu hiền cúng lại niệm Phật nên ông Phật ổng độ cho mình hay. Nên mình mới biết được, mình mới tránh né. Còn những chỗ khác ta đâu có biết đâu. Ta không hay luôn á. Rồi tới chừng sập mày nghe không? Cái bà đó ha, mới cất cái biệt thự lên đâu mấy chục tỷ gì đó. Mà sập xuống cái bà nói nè. Nhà của tôi bà khùng luôn. Bà khùng luôn á. Trong buổi khổ mau mau tránh khổ. Gán tầm vào đến chỗ an cư. Học câu hỷ xã đại từ, nêu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần.
Như vậy là trong buổi khổ là mình gắng lo tu hiền cúng lại niệm Phật đặng qua cái khổ này mới được, chứ để thôi sanh bệnh lão tử này không ai tránh khỏi hết trơn á. Phải lo cúng lại niệm Phật đặng mà là của năm. Vì thầy nói là trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Báo lạ gì mà thầy nói nhiều báo lạ không? Trời, nhóc hết trơn con ơi. Ngai vàng cũng có mà cái gì cũng có hết trơn. Ngai vàng rồi mão hia rồi là ta nói chung là đủ thứ hết trơn. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên, của thánh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mặt thương phụng gái non kỳ. Bởi võ dương đáng bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Gắng lo tu đi, rồi lo mà mình lo cái việc của mình đi. Đừng có lo hỏi gì nữa trơn. Cứ lo cúng lại, lo niệm Phật, đi đâu cũng nhớ niệm Phật. Ghi vào lòng 6 chữ Di Đà, thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Di Đà luôn niệm đừng phai, lâm chung mắt đặng công về quả cao. Di Đà 6 chữ nói liền, lòng phàm lấy dứt sạch ba liên dựa kề. Nằm ngồi đi đứng đừng quên, Di Đà luôn niệm thì được lên tòa vàng. Gắng lo tu đi con ơi, để không thôi không còn kịp đó nghe. Không còn kịp với cái tâm của mình là nó sao động đó. Thầy nói gỡ làm sao hết gối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Thử ra cái tâm của mình nó rối loạn, cái lúc đó dữ lắm luôn. Thành ra mình không có giữ được cái bình tĩnh rồi ông Phật ông không cứu mình được đó. Quán lo tu hiền cúng lại niệm Phật, lo đến thở mà niệm nghe. Ngồi cúng rồi bốn hướng làm ơn ngồi giùm tôi tiếng hai tiếng hồ đi, rồi lo đến thở niệm Phật hoài. Còn thôi thì nhớ ông Phật này nhớ ông Phật kia, rồi lo niệm Phật giết đặng mà về xứ, chứ để không còn kịp đó. Tại vì Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh đó mà mình chưa thanh tịnh thì Phật vẫn tìm đó. Tại vì ổng nói trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Hả? Này nói cái đoạn mà mình trong núi cấm đó, sau này mình ở trong bốn ông thẻ được không cô Năm? Sao không được, mình ở đó được đó, nhưng mà con phải tạo công đức con mới ở đó được. Chứ còn con không có công đức là con vô đó không nổi đâu, tại vì ta có thần linh giữ á. Người ta giữ mà người ta chẳng những giữ mà người ta còn chùm lòng nữa nha. Ta chùm lòng đó, ông Thanh Sĩ, ông nói đó, ông biểu mình nó phải chung vô cái lòng đó đó mới ở được đó. Quả thần lung gì đó. Mà bốn ông thẻ đó là sao quyết, ví dụ bốn ông thẻ là sao mà tín đồ không được vô đó ở mà sao cô Năm? Biết chứ. Biết sao ha? Không được ở và sao được ở? Con biết sao không? Bốn cái dinh ông thẻ đó là bốn cái cửa của Đức Cố Quảng đã cấm đặng mà cho dân chúng mình nữa sao có thần linh giữ đó. Thần linh giữ đó rồi người ta mới bủa ra cái cửa đó cho con vô đó, mà mày vô không được là chết đó. Ở ngoài là nó quánh banh xác, còn ở trong đó thì không ai động đậy gì trơn, nhưng mà ngự đức tài đức rộng mới được vô chứ không phải đương không mà được vô đâu. Tội nghiệp biết bao nhiêu nó, Đức Cố Quảng mình cấm nó con ơi. Cấm cửa thẻ đó. Như thầy của nó đã cấm 5 ông thẻ, không lẽ tụ tàu 5 hay là 4 cô Năm? 4. Còn thẻ trung ương là cái núi đó cô Năm, cái giữa đó cô Năm. Ừ. Còn núi giữa, còn cái cửa thứ 5 là ở trên núi cấm. Cái cửa đó là vô trong cái đền vàng hay sao? Cửa đó là vô đền vàng đó, nhưng mà sao nữa sau này mình lỡ chỗ đó mình thi đó cho con biết. Vô thi đó. Tại vì ổng nói đó, ông nói cái cửa đó là trợ hình chữ đại nhóm người vào thi đó. Vào thi cửa đó đó. Con biết cửa đó là nằm về Đại hội Long Hoa. Đại hội Long Hoa mà ông Phật ổng cũng cho mình biết trước nữa. Long Hoa Đại hội Nhà Bàn, thương thay những kẻ bảo tàng còn chi. Rồi ổng còn nói mình nữa. Ông nói chợ hình chữ đại mướn người vào thi.
là qua dân hai hội chú tôi như vậy đó, là ngay chân chỗ đó đó là Long Dân đó. Còn các chỗ khác là Long Hoa, nhưng mà Long Hoa là con biết ở đâu, ở núi, ở chùa Phật Thầy Tây An. Long Hoa đại hội tại đó, Long Hoa đại hội nhà bàn thương thay những kẻ bảo tàng không còn ngừ nữa cho con biết. Chọn người hiền của Phật mến thương, đặng giao mối nước cho Dương Minh Hoàng. Rồi ông còn nói câu khác nữa, ông nói chuyện ông Đình Tây thì tao biết rồi đó. Tại vì ông Đình Tây á, ông đi đẻ người ta. Rồi cái nhào cái chú đó đó đi săn rùa, săn gắn về. Rồi mới gặp ổng, mới hỏi ổng. Hỏi ổng cái ổng không lo trả lời, ổng lo ổng nhìn cái gọng. Ông nhìn cái gọng, cái ông thấy nó đẹp quá, cái ông mới hỏi giờ tôi không biết gì chân, bây giờ làm ơn chú bán cái con này cho tôi đi. Bán con gì nữa? Bán con năm treo á. Cái con cá sấu nằm trong cái lồng á, trong cái gọng á. Nó còn nhỏ xíu à. Rồi cái ông đó ông mới nói dạ, ông sanh cho vợ tôi không nỡ bán cho ông. Tại vì ông biết làm sao không? Người ơn, nếu tôi bán thì đâu còn ơn nghĩa. Thôi giờ để tôi tặng cho ông. Rồi cái ông kia, ông Đình Tây, ông nói thôi chú khỏi tặng, chú bán cho tôi đi. Rồi cái ông Đình Tây, ông mới nói vậy, cái ông kia ông không chịu, ông dần dừ, cái ông Đình Tây bắt đại, ông thấy đẹp quá. Tại vì nó hường hường, nó giống như xấu người ta, nhưng mà nó không phải xấu. Nó có cái sắc của nó riêng đó, nó đẹp đẹp á. Rồi cái ông Đình Tây, ông mới nói thôi chú bán tôi đi. Ông kia ông không chịu bán. Năm giò lỗ mũi đỏ hay sao? Ừ, thì năm giò lỗ mũi đỏ mà mình nó hường hường. Thấy lạ. Ừ, nó khác hơn xấu mình. Đó, rồi cái ông mới, mà nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu à. Rồi cái ông mới nói à, thôi giờ ông bán cho tôi đi. Cái ông kia ông không chịu bán. Ông mới nói thôi tặng cho ông. Cái nói ông Đình Tây ông bắt đại. Ông mới đi về. Ông về trên ông mới trình với Đức Phật Thầy Tây An. Rồi Đức Phật Thầy Tây An nói cái con này nè chú đi giết đi. Chứ để nữa nó lớn lên nó ăn thịt người ta muôn ngàn luôn đó. Sau này nó sẽ quậy phá cho chú coi ngang. Rồi cái ông mới đem ra ông giết. Nhưng mà không nỡ, tại vì ông dòm quá đẹp à. Ừ, ông không nỡ giết. Rồi cái ông mới nói nè, trời ơi, nó như gì mà Phật biểu mình giết sao nỡ trời, giết sao đành. Ông mới mướn người ta đào cái hố, rồi ông mới để đó, ông nuôi. Ông nuôi thời gian nó đứt cái giò trâu tuốt mất tiêu. Rồi ông mới nó lên tới nhà láng trên này nè. Rồi ông mới nói đứt gì, ông cột vậy. Đứt cái giò á. Sao đứt gì? Ai biết đâu à, nó cột, mấy ông cột xiết quá hay sao. Đứt luôn cái giò, chèm cái giò xuống đó đó. Chèm giò xuống cái hố bây giờ đang mà ấy ổng đó, nhốt ổng đó. Rồi cái công an nó thấy cá nhóc hết trơn, nó thảy lựu đạn xuống. Rồi nổi lên lên khên hết. Rồi nó mới lội xuống đụng cái giò hả gì. Nó bò giết lên, nó bò không kịp nữa cho mày biết. Rồi cái bắt đầu là ổng mới nói, ổng nói xấu thần ơi, làm ơn nếu mà tới số nổi lên cho tôi bắt, còn không tới số thì chậm luôn, chứ đừng có ba chết ba sáng gì tôi lên hoài không có bắt được. Rồi từ ngày đó tới bây giờ là ổng chậm luôn, mà ổng chậm dưới con biết không, có chỗ ở đàng hoàng chứ không phải. Tại vì ta xấu thần mà ta có chỗ ở, tại vì ông để cái xác ổng đó chứ linh hồn ổng biến ra người ta, ổng đi đầu trên xếm dưới thôi. Thứ ra nó có cái chỗ ở, rồi nhà nước người ta cũng thủ cho ổng cái chỗ đó, ở đó. Rồi ổng mới lợi đó, ổng ở rồi ổng mới đi tới đi lui. Ở xóm mình đó, đặng ổng cứu độ. Nhưng mà con thấy cứu không được ai hết trơn, rồi ổng về ổng ẩn luôn. Thầy có câu đó, con nói con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha,
Chừng ấy nói vậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Thì tới đó thầy về đó. Rồi thầy về lúc đó là ông Năm nổi lên hết không nè? Ông Năm nổi lên rồi ông két nổi nữa mà. Ừ, ông két nổi nữa. Ông nói sao cái câu nói làm sao đây mà. Nhất thinh sụp hết cụ lao, tam thinh tiêu hết, bình minh Phật còn. Rồi ông nói câu nói làm sao tao quên mất tiêu rồi. Máu quá một két máu dính vào đúng không? Hả? Két rồi, máu dính vào rồi, đúng không? Ừ, chừng khi có máu thấm vào nó dùng vậy lớn đau bay khắp. Mẹ đấy con mỗi lần nó gấp ngàn muôn người cũng được như không đó. Chứ nghe, thầy nói đó, dương gian âm phủ không trốn đi đường nào được. Phải lo cúng lại, lo niệm Phật, muốn cho tội lỗi mòn tiêu. Con lấy cái quạt xuống con. Đó. Ừ. Gắn mà lo tu hiền cúng lại niệm Phật đi. Ông Phật ổng biểu mình á, muốn cho tội lỗi mòn tiêu thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới nên. Rồi ổng biểu mình á, là gũi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp mình làm điều bạo ác. Phải ăn năn thứ phước điền tạo tác lo thuốc thang khẩn giái Phật trời. Nguyện sửa lòng thì ắt Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Bởi vì mình gắng lo cúng lại lo niệm Phật. Cô bác anh em ơi nghe lời tôi nghe, mỗi lần cúng lại niệm Phật phải nhớ ông này ông kia, còn không thôi là không nhớ được là phải nín thở. Nín thở đặng mà niệm cho nó mắc dính, chứ để không thôi nó không còn dính kẹt là mình khổ đó nghe. Miễn mình nhớ mình thở ra thở vô hoài là nó không có dính mắc được. Phải gắng nín thở đặng mà niệm Phật. Ông Phật ổng dạy mình đó à, ông nói người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc, ghi biên những kẻ quá lương hiền một mực trung thành với Phật tiên. Trong cõi trần mê còn mong đợi muốn thấy Phật thì trì tâm đến năm gà, thì gán lo tới năm gà đi rồi sẽ thấy Phật. Còn bây giờ thì mình không thấy được gì hết trơn á. Bây giờ chỉ lo niệm Phật đặng mà chờ, Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh, hữu công chờ Phật lại tìm. Như vậy là mình phải lo cúng lại lo niệm Phật đặng cho nó mắc dính, đặng mà ông Phật ông cứu vớt mình qua cái biển khổ sông mê này nghe. Chứ để em thôi khổ dữ lắm rồi đó, tôi nè tôi thấy tôi biết rồi đó cô bác anh em. Biết cái là già khổ nè, bệnh khổ nè, rồi chết khổ cô bác anh em. Cái con đường sanh tử ai cũng phải dấn bước một lần hết, không ai tránh khỏi đâu. Bởi vì tôi gắng cúng lại tôi gắng niệm Phật đặng mà tôi chờ chết, chứ không còn phương pháp nào cứu vãn nổi nữa. Bây giờ cô bác anh em nghe lời tôi ha, gán lo sáng chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành nhớ vậy, nhớ lời đừng sai, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Rồi gán lo cúng lại lo niệm Phật rồi sáng chiều thì tự nhiên là ông Phật ổng sẽ giải căn giải quả giải nghiệp cho mình, rồi mình sẽ bình tĩnh, rồi mình sẽ được phát huệ. Ai biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Mà được phát huệ rồi đó, là nó thiệt cô bác anh em, vàng gồng không đổi, nhà cửa không đổi, sanh mạng mình cũng không đổi luôn. Là khi Đức Phật Thích Ca của mình á, Ngài đắc quả tại Trung Ấn Độ phải không? Thì Ngài đã ban ra cái pháp. Rồi Đức Huỳnh giáo chủ của mình á, Ngài nhận lệnh Đức Phật Thích Ca từ cái đền Linh Cứu. Mà khi Đức Phật Thích Ca cầm cái hoa sen đi nhiễu hội trong pháp hội, thì ông Maha Ca Diếp kiếm miệng cười báo cho mấy cái đệ biết là đức thầy chúng ta là ông Ma Ca Diếp đó. Đó. Rồi ông Ma Ca Diếp ông mới về Nam để siêu minh từ tiếng Phạn ra tiếng Việt là ông mà giáo chủ của mình, từ tiếng Hán ra tiếng Việt là dạy tặng tường chẳng chút nào sai, cổ nhân tích để phân bài đường trơn nẻo chánh, không ai đâu ai gánh tầm đó. Thành thử ra siêu minh từ tiếng Phạn tiếng Hán dịch ra tiếng Việt là từ ông Phật Thích Ca của mình ban ra chánh pháp, mà chỉ có ông A Nan ngày xưa là cái đầu ổng như cái máy tính vậy đó, ổng lão thông tất cả. Rồi sau đó đức thầy nhận lệnh từ cái đền Linh Cứu đó, đức thầy mới trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính gọi nhàn chân lý đó. Thành thử ra nói tự vậy đó, quý vị thấy không, mình Mai Duyên ở miền Nam Việt Nam gặp ông Phật Việt Nam ra đời dạy tiếng Việt, từ tiếng Hán qua tiếng Việt, từ tiếng Phạn qua tiếng Việt. Quý vị còn muốn gì nữa?
dạy tận tường chẳng chút nào sai, phải không? Rồi cổ nhân tích để phân bài là phân hết rồi, cái lộ hết rồi cho quý vị biết hết rồi. À, mà tu không tu cũng không mờ thỉnh nha, mặc tình ai trọng kính hay hay khinh đó. Thành thử người ta dạy rồi mà nghe không nghe thì gán chịu. À, đời nay như ngựa buông cương, có dừng lợi gió cu lục bục, rồi mặt nước biển lô nhô lặn hụp, lặn hụp chim đua bay cá lợi tranh mồi. Là chim đua bay là ta muốn nói là phản lực chặt thân đó, rồi cá lợi tranh mồi là tàu lặn đó. Ngọn thủy triều mới nôn nứt sụp sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Ta là kẻ tu hành thiển kiến, xét thấy trần mới lựng biện đôi điều. Thầy nói thầy thấy hết rồi, thầy mới viết lại sấm giảng này để cho mình tu. Đó. Thì cái chim Dubai mặt nước biển lô nhô lặn hụp là mấy anh bên kia, mấy anh mà ỷ mà nước lớn đánh nước nhỏ như ông Putin của mình đó. Đọc lại cho quý vị nghe một đoạn này. Ông Putin của mình, ông thấy cái nước Ulanai rất là nhỏ, ông nói tôi đánh ông chỉ một nốt nhạc rồi tôi chiếm xong thôi. Nhưng mà bây giờ một năm mấy rồi ông chưa chiếm được. Mặc dù đất nước người ta nhỏ, nhưng mà người ta anh hùng, người ta chết, chẳng thà người ta chết chứ ta không đầu hàng ông. Nhưng mà trong cái quyển Bủ Sơn khai bút là đánh giặc này cũng như đánh mướn vậy. Lưu Bị xưa gượt giặc quỳnh căng, nghèo thiếu cơm đánh giặc kiếm ăn chứ không phải lo cho dân cho nước. Tức là ông đánh người ta để ông xâm chiếm chứ không phải lo cho dân cho nước. Ai có giỏi thì hãy ra đứng trước để chờ con ô thước bắt cầu. Ngày hôm nay nói đến gọi gầu tam thần kia hạng võ làm đầu, thấy dũng binh diều chuyện cơ cầu kể sao đặng con đường đại lộ. Nơi địa hầm lục kéo quân vô, kế Trương Lương đã sắp sẵn rồi, hỡi miên quắc lấy lừng mà khổ. Người làm hung có ai báo bổ như ông Putin, ông là người hung đó, có ai báo bổ không? Đức Pháp xưa chủ nghĩa vô lương, nở hạ lệnh giết người Do Thái. Chẳng kể chi trẻ già trai gái 2 triệu người bỏ xác đầy đường, chẳng bao lâu thì nó cũng thường, mạng đổi mạng thường là phải trả. Đó đúng lực là câu nhân quả, nói động tâm khó tỏ thêm nhiều, chắc gần đây cũng đổ máu điều thay chặt đất, diệt tàn sắp đến. Ông Putin này sao ông sẽ nhận được cái quả là dù ông đánh chiếm người ta được hay không, nhưng mà đất nước ông cũng điều tàn, tiệt hệ quả về kinh tế. Không phải là chơi đâu, tại vì ông ỷ mạnh, ông hiếp yếu. Thành thử ra ông phải trả quả thôi. Đó đúng lực là câu nhân quả, nói động tâm khó tả thêm nhiều, chắc gần đây cũng đổ máu điều thay chặt đất, diệt tầng sắp đến. Mình rồi sẽ chạy một trận này nữa nè. Nó phiên tầng hai nước mưu đồ tốn thâu, Nam Việt bị Hồ phá tan. Hồ đây là không phải Hồ Chí Minh, mà Hồ Thiên Chiểu Ẩn, quân tu ký, đạo nghĩa Dương Trần, đạo Dĩ An. Đó. Thành thử ra cái ông này ông mượn tay cái nước tầng này, phải không? Mà ông Thánh ông nói giàu sanh ra tử để lầm kế ai? Lầm kế của này, cái chuyện thiên cơ thôi, cô Tư chỉ phớt ra thôi, cô Tư không dám nói nhiều. Thành thử ra cái chuyện thiên cơ thì để chờ Phật lo, để cho nhà nước lo đi, để cho chờ Phật lo toàn việc này. Mấy con cứ phiên cô bác người ta mau tu đi, tu gấp gấp lên cô bác, tu tiếp tiếp đi cô bác ơi. Thầy có câu là nó là kỳ xả tội, nay còn một lúc, sao chẳng tu lên có hưởng nhờ, gặp giảng kinh cần cứ làm ngơ, trọng bông chuyển những chi hướng nấy. Kỳ xả tội là bây giờ, xin thưa quý vị trên thế giới, kỳ xả tội là quý vị biết gì không? Ngày xưa quý vị phải tắm rửa, ngồi tứ quy nghi mới niệm Phật, Phật mới giúp họ. Nhưng mà bây giờ Phật ăn xá rồi, xả tội rồi, nên quý vị đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Con có thể quét nhà cũng niệm Phật được, con rửa chén niệm Phật cũng được, bất cứ con chạy xe Phật được, là xả tội rồi đó. Nếu mà không xả thì con phải ngồi tắm rửa tứ quy nghi, con phải niệm thành tâm mới giúp họ. Nhưng mà bây giờ Phật thương chúng sanh quá rồi, thôi bây giờ ăn xá đi. Thành thử ra vớt nó lần cuối cùng này đi. Đó. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mắc tình yêu đương. Mắc tình thầy trò, rồi mắc tình yêu đương với ông Phật nữa. Đó. Thành thử ra mình đừng để mắc tình thầy trò. Quý vị có đạo rồi hãy giữ đạo của mình để mà tu, hãy ôm sát giáo lý của thầy tổ mình để mà tu. Thầm đạo mà lìa đạo, chung thân đạo khó vào. Đây là lời Lục Tổ Huệ Năng nói, không phải của tôi nghe. Đó, thành thử ra quý vị nên gán như vậy đó. Thành thử ra thầy nói á, phi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Đó. Thành thử ra dầu tu ít hay tu nhiều gì quý vị cũng hay chứ. Chứ đừng để lầm tà đạo là như hư bất dụng, chữ bất dụng thì đổ bỏ không có xài đó. Người đời không xài, người đạo cũng không xài luôn. Ông bà thớ mình quyết định dán lâm trần nãy cô Tư nói đó. Pháp tử quy nhân hại thiện nhân, tài giáo hạ nguyên khai ác chiến, muôn dân bình trị kiến quân thần, là tài giá hạ nguyên đó. Tại vì cái đời này á, 3.600 mối đầu tài ra đời,
Má. Nên thầy mới nói tam thiên lục bá giáng lâm trần. Khắp tử quy nhân hại thiện nhân, tà giáo hạ quân khai ác kiến muôn dân bình trị kiến quân thần. Tức là con lầm tà đạo thì nhân hư bất dụng. Mà con ôm sát giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ tu thì con không có gì là sai chặt chứ. Nay gừng bụi có người mở ngõ thì noi theo dấu thỏ đường đàn dê. Con đi trong gừng mà con lạc thì con noi theo cái dấu của ông thỏ là chắc ăn nhất, không bao giờ bị lạc được. Cũng như con ôm sát giáo lý của thầy con tu là chắc ăn như bắp, như con lấy món đồ trong túi ra vậy. À, thành thử ra vậy đó. Chứ không có gì ấy hết trơn. Thầy nói là buổi hạ quân này phải khai ác kiến thôi. Muôn dân bình trị mới kiến quân thần. Tức là muôn dân này bình trị xong hết đi thì mình sẽ... Tại vì mình đã được bình tĩnh rồi. Thành thử ra ông Phật, ông cứu độ những người đó đó. Trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền niềm ơn nghĩa toan đền dứt nợ. Thì mình gán lo đền đáp cho dứt nợ đi. Nói chứ cô bác anh em ơi, quả dữ trả rồi nhân thiện đến, chứ đâu có bỏ mình đâu. Thầy nói rồi đó, thầy nói đường xá xa xôi thầy vẫn nguyện cầu Phật thần ban gãi huệ linh màu cho con yên ổn thân đôi chút, dễ gì thầy quên trẻ đâu. Biết rằng con đã hy sinh, Phật tiên đâu nỡ quên tình con sao. Đừng chấp việc núi cao gừng thẳm hay là đường muôn dặm xa trong, hãy con thể giữ trọn lòng đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Mình gán lo cúng lại lo niệm Phật để mình được đắc đạo, để mình được phát huệ, rồi ông Phật ổng sẽ độ cho mình à. Ông Phật ổng nói rồi đó, ổng nói làm sao đây. Phật ở đâu mà lại chẳng tìm, nếu ta được chủ tâm thanh tịnh. Nó rồi gồm nấy, người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc, ghi biên những kẻ quá lương hiền một mực trung thành với Phật tiên. Rồi ông còn nói nữa, ông nói hữu công chờ Phật lại tìm, thì mình ở đâu Phật cũng tìm mình trơn. Nếu mình mà được chủ tâm thanh tịnh là Phật tìm mình đó. Gán lo cúng lại niệm Phật, cô bác anh em ơi, đó là cái chỗ mình là cúng lại cho tội lỗi mòn tiêu đó ngang. Còn cái chỗ giữ giới nè, ông Phật ổng nói rồi nè. Ổng nói trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Rồi ổng nói câu nói khác nữa, ổng nói cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc ông thiền nhỏ vững lèo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân. Gây ga lắm nổi phong trần, lưng hồi sáo nẻo khôn lần bước ga. Gài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng gực soi đường. Nghe từ câu tôi rồi về tìm hiểu nghĩa nghe cô bác anh em. Đèn đạo tâm sáng gực soi đường, cầu tu cho đạt ngũ hương. Vơ gươm trí huệ mã dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý. Trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quằn, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Phá ngũ quẩn dứt lần tha mái, cội sân si cũng phải tảo trừ. Đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Đem tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chí thành chí chơn. Dầu mắt phải mưa đơn gió kép, cũng kiên trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông, dứt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹt mây mù vững vàng bất thối công phu vuông tròn. Đến ngày biển cạn non mòn tứ ăn đã cả trả thì không còn tội căn. Nay ông nhập tự làm tăng, trước sau thì khác thiện căn vẫn đồng. Lắng tai nghe được tin hồng tờ quá tử chữ gọi lòng chia vui. Nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, trước hết phải giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng dạ ghét ganh. Chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ. Gây mối thiện duyên lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Rồi không còn nói nữa.